hoa, chở hoa Tết Mậu Tuất. Lan à, Lan à. Bao nhiêu? 1.3 triệu. 1.3 triệu. Chị Mãn mua 1.2 triệu, mà hôm tờ hôm qua em hỏi hôm tờ có mừng nó hôm tờ 370. Hình như lừa vợ rồi. Cậu cậu đi chở về. Lừa vợ. Chứ làm gì có giá trời dữ nữa anh hả? Đúng rồi. Nó cái bọn này nó có hồi như kiểu hồi đất á. Mà nó... em cũng kêu làm băng mà vẽ nó được. Trời đó không có 370 đâu. 370 được mấy cực. Nó bán cành. Của bà mở năm mấy trăm nào là chỉ có 350.